Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai, dưới tác động của khối không khí lạnh, Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi. Thời điểm mưa vừa có nơi mưa to và dông mạnh sẽ xuất hiện từ khoảng gần sáng và ngày mai. Trong đó, khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ là những nơi có mưa khá, với lượng mưa phổ biến từ 10-20mm. Cục bộ có những nơi mưa to với lượng từ 30-50mm, kèm theo đó là nguy cơ cao về tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh. Nền nhiệt cao nhất cho ngày mai ở khu vực vùng núi, các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh sẽ giảm còn từ 22 đến 24 độ, trời se lạnh. Còn ở khu vực Trung Du và vùng đồng bằng, nhiệt độ giảm còn từ 26 đến 28 độ, trời mát mẻ. Với khu vực Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cũng giảm xuống dưới 32 độ, nắng nóng không còn. Gần sáng và ngày mai, mưa sẽ xuất hiện nhiều nơi, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Với khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, thì chiều và tối mai cũng xuất hiện mưa rào và dông ở khu vực vùng núi phía Tây. Có mưa cộng với thấp nóng không còn hoạt động, ngày mai từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh, nhiệt độ giảm còn từ 29 đến 31 độ. Vùng từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ ở mức cao 32 đến 34 độ, không còn nơi nào xảy ra nắng nóng. Những cơn mưa cũng vẫn duy trì ở các tỉnh thành phía Nam, nhưng là do gió Tây Nam đầu mùa vẫn đang hoạt động với cường độ không mạnh. Nó chỉ gây mưa rào và dông về chiều và tối ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, với diện mưa ở mức rải rác. Khu vực biên giới Tây Nam của Nam Bộ vẫn là vùng có khả năng xuất hiện mưa vừa và mưa to cục bộ. Nền nhiệt cao nhất cho ngày mai ở Tây Nguyên là từ 30 đến 33 độ, còn tại Nam Bộ nhiệt độ phổ biến từ 32 đến 34 độ, cục bộ có nơi nhiệt độ cao 35 độ. Trên biển, vịnh Bắc Bộ đêm nay và ngày mai cũng có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa giảm thấp còn từ 4 đến 10 km. Ngoài khơi, khu vực phía Bắc của Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa không mưa, gió Đông Nam ở mức từ cấp 4 cho tới cấp 5. Với khu vực phía Nam của Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang tiếp tục có mưa rào và dông ở mức rải rác về chiều và tối, tầm nhìn xa giảm còn từ 4 đến 10 km. Và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.